nghĩ là chị chỉ làm những việc thay đổi từ rất là nhỏ, như cái green kernel là cái mầm xanh mà, tức là mình sẽ ươm các em nó từ những cái mầm xanh và mình ươm bằng những cái mình tưới bón nó bằng những cái phân tốt, thứ tốt, chứ mình không có bơm nó bằng những cái chất hóa học ngay từ đầu. Thì chị nghĩ là cái việc đó chị sẽ thay đổi nó từ rất là nhỏ nhất, nhưng mà chị nghĩ là khi các em nó trưởng thành hay nó thành những cái cây lớn lên thì nó sẽ an toàn, nó không phải là những cái mầm mà nó độc hại. Đó là những cái thay đổi mà chị muốn làm. Bởi vì con chị cũng là một trong những cái mầm xanh đó. Chị làm cho các em thì cũng giống như là chị, sau khi chị nhìn thấy con chị, chị không muốn con chị nó bị những cái tiêu cực của xã hội hướng vào, muốn là làm cho một thế hệ trẻ họ trong sạch hơn, họ nhìn nhận mọi thứ nó đúng đắn hơn.